Thân chào các em. Hôm nay thầy Vinh và tôi sẽ dạy cho các em đề thi minh họa môn toán mà Bộ vừa công bố. Đề thi năm nay nhìn chung thì dễ hơn đề thi chính thức của năm 2018. Và vì từ câu 1 đến câu 29 là tương đối dễ, do đó chúng tôi sẽ dạy cho các em từ câu 30 đến câu 50. Thân mời các em theo dõi bài giải từ câu 30. Và xin mời thầy. Rồi, xin chào các em. Thầy bắt đầu từ câu số 30. Câu số 30 là một câu hình học không gian của lớp 11. Câu này yêu cầu tính góc tạo bởi hai mặt chéo A'B'CD và ABC'D'. Với câu này thì các em có thể dùng kiến thức của hình học giải tích lớp 12. Các em lồng hệ trục tọa độ vô, các em tính. Cái đó cũng được. Nếu các em muốn giải theo cách lớp 11 thì thầy nghĩ rằng mình sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là mình sẽ xác định góc tạo bởi hai mặt phẳng này và đi tính góc tạo bởi hai mặt phẳng đó. Cách tiếp theo mà cách thầy muốn trình bày ở đây á, là thầy dùng cái tính chất góc giữa hai mặt phẳng thì nó bằng góc giữa hai đường thẳng vuông góc với hai mặt phẳng đó. Ở trên hình vẽ thì thầy thấy rằng là cái đường B'C nó vuông góc với mặt phẳng thầy gạch chéo này, mặt phẳng ABC'D'. Và cái đường BC' thì lại vuông góc với mặt phẳng A'B'CD. Như vậy thì góc tạo bởi hai mặt phẳng này chính là góc tạo bởi hai cái đường B'C và BC. Mà hai đường này là hai đường chéo của hình vuông, cho nên hai đường này nó vuông góc với nhau. Vậy có thể kết luận là góc này là 90 độ, tức là mình chọn D. Thầy viết ra cho các em tiện theo dõi ha. Thầy có B'C, nó vuông góc với cái mặt phẳng thầy gạch chéo, đó là mặt phẳng A B, C phẩy, D phẩy. Thầy lại có B, C phẩy thì vuông góc với mặt phẳng A phẩy, B phẩy, C D. Cái việc chứng minh này dễ dàng. Từ đó thầy suy ra góc tạo bởi A, B, C phẩy, D phẩy và A phẩy B phẩy CD nó chính là góc tạo bởi hai đường thẳng B phẩy C và BC phẩy. Hai đường này vuông góc với nhau, do đó góc này là 90 độ. Vậy ta chọn phương án D. Thầy tiếp tục với câu 31. Đây là câu đại số thuộc chương trình lớp 12. Thì từ cái phương trình người ta cho, ta có 7 trừ 3 mũ x bằng, ta mũ chéo lên, 3 mũ 2 trừ x. Thì 3 mũ 2 trừ x tức là bằng 3 mũ 2, tức là 9 chia cho 3 mũ x. Dùng phương pháp đặt ấn phụ, thầy đặt t bằng 3 mũ x cho nó gọn, thì điều kiện T phải dương. Khi đó cái phương trình nó sẽ thành như thế này. Ba mũ x bây giờ là chữ T, thầy quy đồng và thầy chuyển vế, thầy được là T bình phương trừ 7T cộng 9 bằng 0. Phương trình này nó có hai nghiệm dương, là bởi vì delta dương, P dương và S dương. Có nghĩa là nếu mình giải phương trình này ra được hai nghiệm thì cả hai nghiệm đó mình nhận được hết, nó thỏa điều kiện. Nếu ở đây nè, cái phương trình này mà người ta cho mình mà giải ra nghiệm nó đẹp á, nghiệm nguyên chẳng hạn á, thì em có thể tính ra T cụ thể luôn. Tính T cụ thể là em thêm vào đây, em giải ra X cụ thể, em lấy 2X cộng lại với nhau ra đáp số. Nhưng đề này họ cho hơi khéo, tức là họ cố tình cho nghiệm này lẻ, để cái việc mà mình bấm máy tính nó ra số lẻ,
nó làm khó khăn cho mình hơn. Tuy nhiên nếu mấy đứa biết cách bấm máy tính á, thì cũng có thể là giải ra nghiệm lẻ, mình lưu cái nghiệm nó lại bằng cái chữ A, chữ B rồi giải tiếp cũng được. Tuy nhiên theo ý thầy á, thì việc làm đó nó cũng còn hơi phức tạp hơn so với giải bằng tự luận bình thường. Thì do thầy lập luận là delta dương, P dương, S dương, do đó phương trình này nó sẽ có hai cái nghiệm dương mà đều nhận được hết, đó là T bằng T1 và T bằng T2. Thì do thầy đặt T là 3 mũ X, do đó cái chỗ này của thầy á, thầy sẽ được là 3 mũ X bằng T1 và 3 mũ X bằng T2. Ứng với T1 thì em sẽ giải ra được nghiệm là X1. Thôi thầy ký hiệu đây là X1 đi ha. Ứng với T2 thì được nghiệm là X2. Bây giờ đề yêu cầu thầy là tính tổng các nghiệm của phương trình, có nghĩa là tính X1 cộng X2. Không phải tính T1 cộng T2 nha, mà tính X1 cộng X2. Thì bây giờ làm thế nào để xuất hiện X1 cộng X2? Thì thấy là nếu thầy nhân các vế lại với nhau thì bên tay trái 3 mũ X1 nhân với 3 mũ X2 thì thầy được là 3 mũ X1 cộng X2. Bên tay phải thầy được là T1 nhân T2. Nhưng T1, T2 là nghiệm của phương trình bậc 2 này. Theo định lý VS thì tích của hai nghiệm là C chia A. Vậy thì T1, T2 nó bằng 9. Mà 9 thì nó bằng 3 lũy thừa 2. Vậy từ đây thầy có được là X1 cộng X2 bằng 2. Như vậy thầy chọn phương án A. Cũng tương đối dễ thôi ha. Bây giờ qua câu 32. Câu 32 là câu hình học không gian thuộc chương trình lớp 12, khối tròn xoay, mà cụ thể đây là khối trụ. Họ cho mình hai khối trụ H1, H2 với giả thiết là bán kính đáy của hình trụ H2 bằng một nửa bán kính đáy hình trụ H1. Chiều cao hình trụ H2 bằng 2 lần chiều cao hình trụ H1, cho tổng thể tích hai khối trụ là 30 và yêu cầu mình tính thể tích của khối trụ H1. Thầy thấy là từ cái giả thiết V1 cộng V2 là 30, mà bây giờ bắt mình tính V1, vậy thì V1 ở đây tốt rồi, thầy để nguyên. Và thầy sẽ tính V2 theo V1. V2 là pi R2 bình phương nhân H2. Đó là công thức tính thể tích khối trụ. V1 thầy vẫn giữ nguyên. Vì muốn tính V1 do thầy chuyển R2 sang R1 và H2 sang H1. Thì theo giả thiết ta có R2 nó bằng một nửa R1. H2 đề cho là bằng 2H1. Vậy thì ở đây thầy có cái gì nè? Thầy có V1 cộng với cái này là 1/2 bình phương là 1/4 nhân với 2, chỗ này thành là 1/2. Thầy được là pi R1 bình phương nhân H1 bằng 30. Nhưng mà pi R1 bình phương H1 chính là V1. Vậy nguyên cái này nó là 3/2 của V1 bằng 30. Vậy thì ta có V1 bằng 20. Có nghĩa là ta chọn phương án C.